Cũng trong sáng nay, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón những vị khách quốc tế đầu tiên sông đất thành phố trong năm mới Giáp Thìn 2024 bằng đường hàng không và đường biển. Đó là 1.800 du khách trên du thuyền 5 sao Dream Cruise mang quốc tịch Trung Quốc. Họ đã được lãnh đạo Sở Du lịch thành phố chào đón nồng nhiệt trước khi bắt đầu lịch trình tham quan 2 ngày với các điểm đến nổi tiếng tại Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, bảo tàng Điêu Khắc Chăm, chùa Linh Ứng Sơn Trà. Dự kiến trong năm nay sẽ có khoảng 45 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa mang theo hơn 50.000 lượt khách đến Đà Nẵng. Thành phố biển miền Trung được đánh giá là điểm đến thuận tiện của các hãng tàu biển quốc tế bởi nằm trên tuyến giao thông hàng hải quan trọng của châu Á. Trước đó, sáng sớm nay, ngành du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức đón chuyến bay quốc tế sông đất thành phố trong năm mới. Đó là chuyến bay mang số hiệu VN628 do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác khởi hành từ Đôn Mường, Thái Lan.